Theo một số nguồn tin, cựu Tổng thống Mỹ Mike Pence đã phải trả lời các câu hỏi trong vòng hơn 5 giờ đồng hồ. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ một phó tổng thống buộc phải ra điều trần về chính tổng thống đang cùng trong nhiệm kỳ. Việc cựu phó tổng thống Mike Pence xuất hiện trong phiên điều trần, mặc dù được họp kín, nhưng là động thái mang tính đột phá trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith về vai trò của cựu tổng thống Donald Trump trong nỗ lực lật ngược quá trình chuyển giao quyền lực trong kỳ bầu cử năm 2020. Trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần ngăn chặn những phụ tá thân cận, trong đó có ông Mike Pence ra điều trần trong các vụ điều tra của công tố viên đặc biệt. Mặc dù cựu Phó Tổng thống Mike Pence có được một số quyền bảo vệ khi là Chủ tịch Thượng viện vào thời điểm ngày 6 tháng 1 năm 2021, nhưng không thể ngăn việc ông này phải ra điều trần trước bồi thẩm đoàn, trả lời các câu hỏi về hành vi cá nhân, nội dung trò chuyện với cựu Tổng thống Donald Trump trong thời điểm xảy ra bạo loạn.